Kính quý vị, hôn lễ bị hủy, cô dâu mời người vô gia cư đến dự tiệc, tin từ Seattle, Washington. Bất chấp hôn lễ bị hủy bỏ, một câu dâu hụt ở Seattle vẫn tiến hành buổi tiệc cưới của mình vào hôm Chủ nhật vừa qua với khách mời là những gia đình vô gia cư. Cô Dana Ocean buộc phải thay đổi kế hoạch của mình cách đây 6 tuần sau khi kẻ lẽ ra là chú rể đã hủy bỏ đám cưới của hai người. Thay vì mời họ hàng và bạn bè đến dự tiệc cưới, cô Ocean mời 150 người phụ nữ và trẻ em vô gia cư ở trung tâm tạm cư Mary's Place đến dự tiệc những người khách này chẳng những được thưởng thức những món ăn thịnh soạn trong một phòng tiệc lớn để được cô dâu và chú rể chọn lựa mà còn được khiêu vũ trong nhịp điệu của một ban nhạc sống cô ocean cũng trả tiền thuê áo dạ hội nữ trang chuyên viên làm tóc và trang điểm cho các phụ nữ đến dự tiệc